Ơi người bám trụ đường dây, đôi chân không mỏi, dạng dày nắng mưa. Suối reo nhịp bước sớm trưa, chạy thư hỏa tốc kịp đưa vào thành. Thi phẩm Đường dây, tác giả Lê Công Cơ, bút danh Lê Phương Thảo. Anh viết bài này để tặng đường dây Trà Tang, chiến khu Thừa Thiên Huế tháng 10 năm 1970, với giọng diễn âm của nghệ sĩ Ngọc Sang. Ơi người bám trụ đường dây, đôi chân không mỏi, dạn dày nắng suối reo nhịp bước sớm trưa, chạy thư hòa tóc kịp đưa vào thành. Truyền nhanh chỉ thị đấu tranh, truyền nhanh chỉ thị đấu tranh, từ thành ủy Huế trên xanh gửi về. Địch chốt địch phục tứ bề, đường dây thông suốt không nề gián. Lên trên gửi đến một khi, đường dây trực chiến tức thì đi. Như sao những tháng những ngày, đói cơm lạt muối, giặc vẫy giặc cả. Đường đi về đến đồng bằng, vượt qua đồi núi, địch giăng búa đầy. Thương sao chiến sĩ đường dây, bao người ngã xuống nơi đây. Trà Tang đường dây mạch máu nối đàng, nối đàng về về lại Huế ngậm ngùi.